Chuyển sang thông tin thời tiết đáng chú ý. Chiều nay thì nhiều khu vực trên cả nước sẽ tiếp tục có mưa dông. Bên cạnh việc giảm nắng nóng thì những cơn dông đầu mùa cũng thường kèm theo lốc sét rất nguy hiểm. Thông tin chi tiết sẽ có ở phần cuối của chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị! Ngoại trừ khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, các vùng miền còn lại trên cả nước đều nằm trong vùng cảnh báo mưa dông trong chiều tối và đêm nay. Trong đó, Trung Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ khả năng sẽ có dông mạnh hơn do ban ngày ở đây vẫn khá nóng. Lốc, sét, gió giật mạnh, mưa đá cũng dễ xảy ra hơn. Khi đang đi chơi mà gặp các dấu hiệu của cơn dông như mây đen vần vũ, gió lạnh thì cần tìm nơi trú mưa và tránh sét an toàn. Không trú dưới cây, nếu đang ở trong rừng thì tìm những nơi cây thấp hơn và thưa để tránh. Tránh xa các vật kim loại. Nếu đang bơi hoặc đi thuyền trên sông nước, cần lên bờ tìm chỗ trú ẩn ngay vì nước dẫn điện rất tốt.